cho anh em nhé. Nên mình sẽ quay cho anh em coi con Isaki 885 vừa đóng cờ vừa đóng móc. Đây là đầu tời. Tời chưa hoàn thiện đây. Đang trong quá trình hoàn thiện. Anh cho em hỏi con xe này anh mua bao nhiêu anh nhỉ? Xe này chỗ mấy thằng em nó bên Nhật nó gửi về. Bên Nhật gửi về à? Sướng thế. Thằng này bao nhiêu tuổi rồi? Hả? À, thấy vợ chưa? Vợ tập này. Đây cabin điều hòa. Xe có máy lạnh không bạn ơi? Hả? Xe bạn có máy lạnh không? Anh em lên rồi đắp chăn đấy. Ừ, đắp chăn à? Đang đóng tờ nha anh em. Đây, xài hộp số Daewoo lớn. Ui, nhìn cái lắp rồi. Cái lắp cực khủng nha anh em. Chở. Ồ, cái lắp này khủng hơn nữa đây. Sắt xi mấy lớp đây bạn ơi? Sắt xi một lớp trong đây này, một cái U này, thế lại một kẹp một cái lam ở ngoài. Rất là chắc chắn nha anh em. Xe thì chạy cầu khổng lồ, cầu này như là 15 tấn, thùng dài 4,5 m, rộng đâu đó 2,4 m, hay làm bừng theo kiểu hoa mai đây. Đóng cửa mở này, đóng cửa mở của nó đây. Bừng này thì bên cát thì đúng bài rồi. Móc vừa mới đóng xong nha. Chạy lốp là 9,20. Hơi lốc kê đầy đủ này. Xe bạn chở bao nhiêu tấn đấy nhỉ? Cái này chưa khả quan lắm. Chưa biết là bao nhiêu tấn. Muốn nó chở nhiều lắm mà biết nó có chở được không. Đây là hai bạn đang nghịch thổi lửa nha anh em. Cái lửa cắn. Đây phải lốp cái thủng thông số đâu rồi nè. 18434. Chất đấy. Lốp gì đây? Otani à? Đây Otani. Lốp này lốp Thái đúng không? Lốp Thái hả? Còn lốp đây là lốp của Gara Minh Thắng này, đúng không? Anh em nha, cái lốp này Gara Minh Thắng sản xuất luôn nha. Thùng này, để viết để kiểu mì nha. Con này, đầu này thì mua bái. Đóng xong hết cả đầu tời móc. Đâu đó làm khoảng chắc khoảng 500 triệu ấy. Còn mình thì mình đóng tời to này. Tời này có giá là hơn 30 triệu nhá. Cả lam kẹp đây. Hộp số tại trên ở đằng sau số sới nhá. Con 885 này thì 6 máy. Con đây có đặc biệt của nó là có một khớp số nhớt nha các bạn. Cái này thì ở mình cái này thì ở mình sẽ chuyển cơ. Các bạn tránh xa nó ra đừng có mua nó. Đấy mình mua. Nhìn cái lắp này, đá chưa? Lắp bự quá. Đây là cabin quay. Ở một cửa không được bạn. Bơm mớ nha. Bơm mớ đi, bơm vào làm đi.
cabin quay sơ cho anh em coi nhá. Chuẩn bị sắc khi cabin thì rất đơn giản. Tầng nóng, cabin hơi nóng. Cửa đây. Cabin thì sắc khi thì đơn giản thôi. Đài này, tràn điều hòa này. Đây là độ thêm còi nha anh em. Cabin con này thì còn mới. Xe này có nhạc không bạn? Hả? Xe này có nhạc không nhỉ? Giai điệu hít sáo không mồm. À hít sáo không mồm à? Xe yếu thế. Xe cải chả có nhạc nhéo chán. Số nhớt, đây là số phay này mà chuyển cơ rồi. Con này cầu trước bằng cơ. Đây. Này chạy được 2 tầng thôi nha dòng này. Ben, hệ thống ben là ben cơ hết nha. Đây là lốc kê. Thế đơn giản thế thôi. Pháo bình này. Mình chỉ quay thế thôi cho anh em coi.